Trong ngày đầu tiên của năm mới, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã tổ chức chương trình đón và vinh danh tặng quà đoàn khách du lịch đầu tiên lên tham quan Sapa năm 2021. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự chương trình. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thị xã Sapa vẫn đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, trở thành một trong những địa phương thu hút khách du lịch top đầu của cả nước. Riêng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2021, Sapa dự kiến đón khoảng gần 70.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thị xã Sapa đã tặng hoa và quà cho 50 du khách đầu tiên trong năm 2021, gửi lời cảm ơn tới du khách đã tin tưởng và lựa chọn Sapa cho kỳ nghỉ lễ. Được thị xã, chính quyền thị xã Sapa cũng như là người dân Sapa là đón chào rất chi là nồng hậu và cảm thấy là buổi lễ rất chi là long trọng. Thì chúng tôi cũng có cảm xúc là cảm thấy là mình rất chi là hoan hỉ được quan tâm trong cái dịp năm mới và rất mong là được đến Sapa với nhiều lần nữa. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến Sapa cái đợt dịp năm mới năm 2021 này thì là không khí rất là sôi động, vui tươi. Đặc biệt là được tham gia nhiều chương trình lễ hội trong năm mới. Như hôm nay tôi cũng được vinh dự là được một trong những du khách đầu tiên đến Sapa trong đầu năm 2021. Thì nhân dịp năm mới thì tôi cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể du khách cũng như người dân ở Sapa một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Với mục tiêu xây dựng Sapa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế, trong thời gian tới, thị xã Sapa sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan, môi trường đô thị, cũng như chú trọng đến việc xây dựng, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc nhằm mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách khi đến với Sapa. Thì năm 2021 thì thị xã cũng đã ban hành một cái kế hoạch tổ chức các cái chuỗi chương trình sự kiện gọi là lễ hội năm mùa trên địa bàn thị xã Sapa. Thì khác với các cái địa phương khác thì Sapa có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là ngoài bốn mùa ra thì thị xã Sapa còn có một mùa nữa được gọi là mùa con trai hát gọi con gái mà chúng tôi đang đặt tên là lễ hội tình yêu. Như vậy là chuỗi chương trình sự kiện lễ hội năm mùa của thị xã Sapa sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 với rất nhiều hoạt động diễn ra trên khắp địa bàn của thị xã. Rượu vang đỏ đã được khui lên để chào đón năm mới trong niềm hân hoan, hạnh phúc, đầm ấm và chắc chắn với nhiều dự án sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm kích cầu du lịch. Sapa sẽ là điểm đến hấp dẫn và nhận được nhiều sự yêu mến của du khách.